Với tinh thần quyết tâm cao, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng công an huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh triệt phá 19 vụ ma túy, 39 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 6,385 gam methamphetamine, 4,0173 gam heroin, 3,461 gam cần sa cùng nhiều tăng vật liên quan. Hai bị can mua ma túy về để sử dụng. Ngày 24 tháng 2 thì ma túy đã về tới tay bị can, là bị can đã sử dụng cùng một số người. Xong tối ngày 24 tháng 2 là bị can bị công an xã Quảng Sơn bắt. Đối tượng phạm tội ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy tập trung chủ yếu trong vùng đồng bào Mông và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi với phương thức thủ đoạn trao đổi mua bán ma túy thông qua mạng xã hội hoặc giao dịch trực tiếp với các đối tượng tỉnh ngoài rồi đưa về tỉnh Đắk Nông tổ chức sử dụng hoặc chia nhỏ bán lẻ để kiếm lời, hoặc có trường hợp các đối tượng từ địa bàn khác đến móc nối với các đối tượng nghiện trên địa bàn để bán ma túy. Huyện Đắk Gờ Long là cái dân cư bên đồng bào Mông là bố trí không đều. Đấy, cho nên là chúng tập trung, chúng đưa vào các cái cụm dân cư sâu ở trong đó, cho nên rất khó khăn công tác triệt phá. Cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, lực lượng công an huyện Đắk Gờ Long còn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Chú trọng phối hợp với chính quyền cơ sở, lập hồ sơ đưa các đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tiếp tục lập hồ sơ quản lý, giáo dục số đối tượng đi cai nghiện về, đồng thời triển khai có hiệu quả đề án xây dựng xã, phường, thị trấn sạch về ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2024-2025, mục tiêu đến năm 2030. Chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo ban quan xã triển khai tham mưu thực hiện tốt công tác an ninh nhân dân, quản lý nhân hộ khẩu tại địa phương, đặc biệt là mở rộng nhiều đợt để công tác quản lý trấn áp tội phạm tại địa phương. Thực hiện đấu tranh với tội phạm ma túy một cách triệt để, với thực hiện đồng bộ các cái giải pháp, trong đó tập trung là vào cái giải pháp đầu tiên, đó là công tác phòng ngừa xã hội, tuyên truyền cho bà con không nói không với ma túy, tổ chức từng thôn từng xã để có những cái cam kết, đặc biệt là những cái vùng trọng điểm. Những nỗ lực của công an huyện Đắk Gờ Long đã và đang góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.